Nào nào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Thì hôm trước ở trên Instagram thì mình có up một cái story hỏi mọi người rằng là mình nên làm vlog về chủ đề nào tiếp theo. Thì có rất là nhiều bạn trả lời câu hỏi đó của mình và mình cũng đã cân nhắc rất là nhiều chủ đề trong đó. Nhưng có một câu trả lời mà mình cực kỳ quan tâm, đó là có một bạn hỏi mình rằng là muốn biết một ngày của mình ăn những gì. Thì đây là một câu hỏi mà mình nghe được rất nhiều người hỏi mình rằng là mình có phải ăn kiêng, mình có phải ăn eat clean, ăn healthy, ăn theo chế độ này nọ gì không. Và cũng nhân vlog lần này thì mình sẽ đính chính luôn rằng là mình không ăn theo một chế độ nào cả. Mình không ăn eat clean, mình không ăn keto, mình không ăn keto bột hoàn toàn, mình không ăn bất kỳ một chế độ nào cả. Mà mình ăn tất cả là để phục vụ cho bản thân mình, rằng là mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy hạnh phúc khi được ăn những món đó, mình thèm những món đó, mình muốn ăn. Và ăn xong là mình cảm thấy vui vẻ yêu đời hơn thì mình sẽ ăn. Nói chung là mở đầu vlog hơi dài dòng một tí thôi, nhưng mà hôm nay chủ đề vẫn sẽ là một ngày mình ăn gì từ sáng tới tối. Thì hôm nay mình sẽ đeo tạp dề để trông cho tử tế, tôn trọng người nhìn một tí và trông cho chuyên nghiệp hơn. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị bữa sáng. Phải nói chung là mình cũng không hay ăn sáng cho lắm, chỉ khi nào, nói chung là một vài dịp thì mình ăn sáng. Nói thế nào nhỉ, thật ra là không phải là mình nghĩ ăn sáng hoàn toàn mà là mình không ăn no thì đúng hơn. Bởi vì mỗi khi mà mình ăn no, cả ngày hôm đấy nó sẽ rất là nặng nề và mình cảm giác rất là mệt ý. Nên là bình thường mình chỉ uống một hộp sữa hoặc là ăn vài cái bánh nhỏ nhỏ. Dạo gần đây thì mình hay uống sữa tự nấu, ví dụ như sữa ngô này, sữa hạt, mình tự xay, mình tự nấu lấy. Mình sẽ xay vào tối hôm trước và mình sẽ để lại tủ lạnh và sáng hôm sau mình chỉ phải uống luôn. Nhưng mà mấy hôm nay thì trời rất là mát, trời mưa, nên là mình muốn ngày hôm nay mình sẽ nấu một bánh sữa mới để mình uống được sữa nóng luôn. Thì sẽ rất là nhanh thôi, chỉ trong 30 phút là mình đã có một bánh sữa thôi. Và đây chính là em máy mà Nga sẽ dùng ngày hôm nay. Thì em này có tên là máy xay nấu đa năng của Kangaroo. Mẹ mình hay dùng máy này để nấu cháo, nấu chè, nhưng mà mình thì chỉ dùng máy này để xay sinh tố và nấu sữa hạt. Từ khi có máy này rất chăm nấu sữa hạt đấy, bởi vì nhanh lắm, mọi người yên tâm. Mời người xem hôm nay Nga chuẩn bị hết tất cả nguyên liệu trong vòng bao nhiêu lâu nhé. Thì hôm nay sẽ là món sữa khoai lang, hạt mắc ca và cacao. Thì đầu tiên là vỏ khoai lang. Đầu tiên thì mình gọt vỏ khoai lang nhé, cắt thành từng miếng nhỏ như thế này. Rồi sau khi được một đĩa khoai lang như thế này thì mình sẽ cho vào. Rồi và tiếp theo là đến hạt mắc ca, mỗi lần mình dùng khoảng 8 viên. Mình phải bao mình ăn 6 viên. Rồi, vậy là mình đã được 8 hạt mắc ca. Mình cho luôn vào này. Tiếp theo sẽ cho thêm cacao. Một, mình là fan cuồng cacao và sô-cô-la, chocolate, nên là mình sẽ cho 1.5 thìa ở đây. Thôi, cho nước đi. Tiếp theo sau đó mình sẽ cho 800ml nước. Để làm sữa hạt thì mình sẽ chọn grain và sau đó ấn on là xong. Và chỉ sau 30 phút là có một mẻ sữa hạt tươi ngon. Yeah. Và trong lúc máy đang xay thì mình sẽ chuẩn bị thêm để làm sinh tố cam cà rốt. Về món này thì mình cũng sẽ cắt nhỏ. Sau khi gọt vỏ này, rửa sạch này thì mình còn cam ấy thì mình gọt vỏ. Đấy, gọt cho đến thấy cái lớp. Thơm á. Bởi vì bình thường ý, mình cũng hay uống nước ép cam rồi ý. Hôm nay lại muốn đổi vị đi một chút mà muốn uống sinh tố. Món này là mình làm sẵn xong rồi để tủ lạnh, ăn trưa xong chiều ngủ dậy thì mình sẽ uống. Đây là mình đã cắt xong một đĩa cà rốt và cam, và sau khi xay sữa xong thì mình sẽ chuyển sang xay món này. Sau khoảng 18 phút, nó đun đến nhiệt độ để có thể đủ làm chín khoai thì máy bắt đầu chuyển sang chế độ xay. Máy xay rất là khỏe nhưng mà không bị giật đùng đùng đâu, bởi vì nó có 4 cái chân chống lắc ấy. Hơn nữa lại là thủy tinh chịu nhiệt nên là lúc mà xay thì mình có chạm vào mình cũng không có làm sao cả. Xong, bây giờ tôi sẽ mở cái này ra. Ừ.
nóng nha. Thơm quá. Thơm miếng thử thôi, mà nóng lắm. Bây giờ mình phải đổ ra cốc lại. Ra cốc thì cho bé nguội nhé. Ui, có mùi thơm của cacao này. Ngậy ngậy của khoai lang nữa. Mình thấy bảo là nếu mọi người làm với cả khoai lang mật ấy, thì nó sẽ càng ngon hơn. Mà mình không có khoai lang mật nên là mình làm với khoai lang bình thường. Và mình thêm một ít sữa nữa. Nó thử luôn quá, nhưng mà nóng thì sao sao. Mình cảm thấy cái máy này tiện ở một chỗ là mọi người chỉ cần đổ một ít nước vào, cho một ít nước rửa bát, rồi bật chế độ clean. Là nó sẽ tự làm sạch luôn nha, xịn chưa. Mời mọi người uống smoothie nước rửa bát. Sau khi mình tráng xong, mình lau sạch bình, mình sẽ cho hai quả cam, một củ cà rốt, một ít sữa đặc, một ít sữa tươi và mình sẽ cho thêm một ít đường nữa. Và cuối cùng là mình cho thêm một ít đá. Thực ra bởi vì là mình không uống luôn ấy, mình làm xong để chiều mình mới uống nên là mình chỉ cho một ít đá để cho máy nó dễ xay thôi. Còn lúc mà khi nào mình uống thì mình sẽ thêm đá sau. Sau khi cho hết tất cả các nguyên liệu vào trong cối đậy nắp thì mình sẽ ấn nút Fruit and Veg, là nút xay rau củ, là nút làm smoothie đó, và mình chọn ấn On. Xay sinh tố thì rất nhanh luôn, chỉ có hơn 2 phút thôi bởi vì nó không cần phải đun. Nhưng sữa hạt thì phải đun là mất 30 phút lận. Cái này đậy lại, cất tủ lạnh chiều uống, mình thử ngay trong. Ra đây là hơn 2 cốc rượu một xí. Ngon quá, chua chua, ngọt ngọt, thơm vị cà rốt. Quên, sáng giờ chưa ăn gì, cam sữa đau bụng. Bây giờ với cái máy này thì mình lại cho nước vào và một ít xà phòng và làm món smoothie nước rửa bát nhé. Đối với cái máy nào cũng thế, mình sợ nhất là công đoạn dọn dẹp hậu kỳ. Bởi vì mấy cái máy này mọi người nhìn, cái máy này có 4 lưỡi, nó rất là sắc, kiểu nó sâu ấy. Bây giờ mình mà dùng cái mút rửa bát hoặc là cái nùi rửa bát ấy, mình mà rửa ấy, thì rất là dễ bị đứt tay hoặc là chạm vào cái lưỡi dao làm cái cùn cái dao đi. Nên là tốt nhất sử dụng những cái máy mà có cái chức năng tự làm sạch là thích. Và cuối cùng cốc sữa hạt khoai lang, hạt mắc ca cộng với thêm bột cacao đã nguội. Thơm mùi của cacao này, hương hương béo béo của khoai lang. Giờ mình sẽ uống thử nhé. Trời ơi, mình không nghĩ nó mịn như thế này, nó mịn như sữa đóng chai ấy. Mọi người nhìn này. Đấy, mịn. Bởi vì bình thường mình cũng hay uống cái sữa óc chó đậu đen của bên Hàn ấy. Nhưng mà cái này còn đặc hơn cơ. Mình nghĩ mình cũng chỉ tầm nửa cốc này là mình đã no rồi. Vậy là xong bữa sáng của mình. Đơn giản. Cầm cốc này vừa làm việc vừa uống. À chưa, quên chưa tháo tập gì. Đi thôi.